Rồi, xin chào cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Tiêu. Đấy thì mọi người có lẽ là biết đến Hukan nhiều qua các cái dòng máy pin. Họ làm rất là đa dạng, ví dụ chuyên vít họ làm 5 đến 6 mã, khoan 13 ly họ cũng làm 5 đến 6 mã. Đấy cho nên là có thể tiếp cận đến rất là nhiều người. Đấy, tuy nhiên là có một cái phân khúc dùng điện của Hukan cũng cực kỳ chất lượng luôn, và ngày hôm nay cho mọi người nói siêu phẩm thì nó lại hơi quá, tại vì bán hàng thì ông nào chả phải nói nó thế. Nhưng mà cái bản này nó là bản rất là hay của Hukan, mà con này nó là hàng nội địa của Trung nhá. Và mọi người lưu ý nhá, hàng nội địa nhưng mà là được công ty Hukan bảo hành, tại vì hàng này là Hukan nhập khẩu về. Đây em quay vào đây. Thì chắc là Hukan muốn làm việc với cả cái thương hiệu này, đó là Hanwei Xi. Nó có cái công ty phân phối là công ty của Hukan. Đấy thì con này nó là hàng nội địa 100%, dây đồng 100% và giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy thì chắc là họ không có làm hiệu nhiều, bê nguyên bản, không có thay đổi gì nhiều, cho nên mọi người sẽ được một cái mức giá tốt. Đấy, trên bản của nó đây, nó toàn tiếng Tàu đây thôi. Đấy, chữ này nếu mà nhìn ở ngoài thì có khi nó lấp lánh tí ấy, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này thì form của nó thiết kế hay gọn. Đây là một cái hộp của nó nhá. Thì video này mình sẽ lên cho mọi người về ba cái mẫu máy mài của Hukan, máy mài điện. Giá rất bình dân, nó loanh quanh tầm 500 mấy thôi. Mà con này giá nó còn giật mình hơn nữa, giá chỉ có 360 thôi. Đấy thì dây này. Đây là máy mài này. Đấy, phụ kiện thì đương nhiên là đầy đủ rồi nhá. Chổi than có. À đây là chốt khóa. Con này thì chắc là bản tối ưu, nó không có than như mấy con kia. Đấy nhưng mà than này thì cũng rất là dày. Đấy, logo thì là dập đồ. Đấy, tiếng hơi đọc, khó đọc một tí thôi. Đấy, công tắc thì là công tắc đuôi. Con này thì dây đồng 100%. Cái form của nó thì cầm rất là đầm tay. Một lát thì sẽ test cho mọi người luôn. Đấy, con này thì chắc chắn hãng khẳng định là dây đồng 100%. Đấy thì có hai cái mã cao hơn là mã 5030 và mã 5055 thì chắc chắn nó là dây đồng rồi. Tại vì mấy con đấy phân khúc trên 500 chắc chắn là dây đồng rồi. Đấy thì con này thì sẽ mở cho mọi người ra và test cho mọi người xem nhá. Đấy, dùng đây, tháo cái này ra thì mọi người biết ngay mà rô chứ dây của nó ngon cực kỳ luôn. Đấy và tháo con này thì dùng vít trượt cho em. Nó nhẹ, gọn. Chuyên vít có búa cũng được mà vít trượt cũng được. Đấy. Đây phải cả cặp chổi than này tháo. Đấy. Đấy lâu không tháo máy mài anh em xem này. Hai bên nó sẽ có than này, bỏ ra đây than này. Than hai bên này, đấy, nó bắt vào rất là chặt chẽ. Đấy. Đấy, con này thì dây của nó ở trong nó đổ keo đây, dây đồng này. Rotor của nó dây đồng, bạc đạn và biết làm có cả logo luôn. Đấy, nói chung là hàng này thì Hukan họ làm để lấy số lượng với cả đơn vị sản xuất này. Sau đấy họ OEM, họ đặt những cái máy này là hiệu Hukan. Đấy, các anh em có thể về cạo nhá, anh em có thể không tin tưởng cửa hàng có thể về cạo. Nhưng mà em khẳng định luôn là giá này là giá, một cái mức giá là rẻ rẻ nhất cho anh em rồi. Đấy, 360.000 bao ship cho anh em. Đấy, bình thường mà mã này mà OEM lên hiệu thì có thể nó sẽ giá tầm như con K14 ấy, là tầm 450-480. Đấy, thì con này một lát thì sẽ test cho anh em nhá. Đấy, ngoài ra thì hai mã này cũng rất chất lượng của Hukan. Đó là mã 50 50330. Đấy, con này thì nó là một mã có lâu rồi. Có lâu rồi. Đấy, là mã đầu tiên tiên phong của Hukan. Đấy, Hukan nó có cái hay đó là nó nâng cái gọi là cái nền của sản phẩm lên. Đấy, con này thì nó có thêm cặp chổi than này. Đấy, giá nó hơn thì nó sẽ có cặp chổi than trong cái hộp này rất là đẹp này. Đấy, tay cầm bọc cao su logo Hukan cũng rất là tỉ mỉ, cẩn thận luôn. Đấy, bọc cao su chứ không phải dây nhựa tay nhựa đâu. Đấy, thì con này thì nó thiết kế form giống Makita, công tắc của nó là công tắc gạt. Đấy, công suất của nó thì nó ghi là 900W. Đấy, nặng khoảng 2 kg và tua của nó là 11.000 vòng. Đấy, con này thì nó có cái tính năng ưu việt nhất ấy, đó là khởi động mềm và chống khởi động lại. Đấy, ví dụ anh em đang lắp đá cắt ở đây mà đang chạy. Ví dụ mất điện chẳng hạn đúng không? Hay là ai đi qua đá phải dây điện ấy, thì khi mà dây điện nó có trở lại thì nó sẽ không chạy. Đấy. Đây, đèn sáng này, đèn dây điện có đây. Đấy. Và máy thì nó không chạy. Cái này muốn chạy lại thì chúng ta gạt lên. Tiếng máy con này thì lô này thì cảm thấy nó sẽ êm hơn đời trước rất là nhiều. Đấy, tính năng thì ổn định,
khỏe và dùng an toàn. Đấy, quan trọng là an toàn. Đấy, Hukan nó nâng những cái tiêu chí về an toàn lên một cái mức mà giá bình dân rồi. Đấy, thì con này giá hiện tại là 520. Em tặng cho anh em đá cắt loại Corolla loại tốt. Đấy, tầm vài đá với cả vài đá mài. Thế còn trường hợp anh em không muốn lấy đá có đá rồi thì lấy máy thôi thì là 500 bao ship. Đấy, một cái mã mới về ngày hôm qua. Đấy, cái mã này nó là bản nâng cấp của con 5030 nhưng nó sẽ có thêm chỉnh động và giá của nó chỉ có chênh vài chục nghìn thôi. Đấy, vài chục nghìn ở đây cụ thể là giá là 507. Anh em lấy thì em tặng thêm cái đá cắt, còn đá cắt của Hukan ấy, bình thường em tặng là bình thường là hãng người ta sẽ tặng cắt đá cắt của Hukan nhưng mà em tặng đá cắt Corolla luôn. Đấy, tại vì Corolla thì nó chuyên về kim khí hơn là một hiệu về máy như Hukan. Thì không lấy thì là 550 nhá. Đấy, bảo hành chính hãng, con này là bảo hành 6 tháng. Đây, cái hộp chỗ than này, tỉ mỉ luôn. Tay cầm cũng bọc cao su. Đấy, màu đen, bọc cao su. Nắp bảo vệ đương nhiên rồi nhá. Con này thì có lẽ là sẽ nhiều anh em thích và mã của nó đây là 5050. Con này công tắc của nó là công tắc đuôi. Cái form của nó nhìn rất là lạ này, nhìn nó rất là lạ, nó không được gọn như con 5020 này. Nhưng mà cảm giác cầm nắm của nó cũng rất là ok luôn. Đây, cảm giác cầm nắm luôn. Đấy, thì con này công suất của nó là 900W, không đủ, đúng không? Vẫn là 900W, vẫn là 11.000 vòng, nhưng nó có cho anh chị từ 6 tốc cơ. Đấy, chỉnh tốc là thì ở phía sau nhá. Đấy, chỉnh tốc phía sau là tốc của nó từ 4.000 đến 11.000 vòng, cực kỳ ok luôn. Đấy, con này thì tính năng cơ bản như con 5030 là có, ví dụ như chống khởi động lại này. Đây đang để tô 1 này, tô 2 này, tô 3 này. Đấy, thì cái tua này nó giải rộng từ số 1 đến số 6 khoảng 4.000 đến 11.000 vòng. Nó rất là rộng để cho anh em làm mọi cái thao tác luôn. Đấy, thế còn tính năng mà khởi động mềm hay là chống khởi động lại thì con này đương nhiên nó phải có rồi. Đấy, tại vì nó là bản cải tiến hơn của con 5030 mà. Đây, đây đang bật nha, đang gạt công tắc này. Bật lên không có này. Và gạt lại thì nó có. Đấy, cái này nó giống như là bị anh chị hình dung nha ấy, đang để như này, đang dùng như này. Mất điện. Mà đá cắt nó còn, đá cắt nó còn. Mà mình đi ra uống nước tại mất điện cái là nhiều khi là quên luôn ấy. Là có ghi lại chửi EVE quên luôn nên là để đá cắt đây. Thế là ra ngoài đến lúc có điện cái nó nhảy lên, nó rất là nguy hiểm. Đấy. Thì những cái mà tính năng gọi là cơ bản như này trên Hukan nó đã đáp ứng được rồi. Thì mã 5030 này là mã trước và mã này là mã cải tiến. Đấy, Hukan họ duy trì hai mã này nhá. Đấy, thế còn cái thằng này này, cái thằng mà 360.000 này, test luôn cho anh chị để mai đóng đơn này. Con này thì rẻ thối rồi. Mà hàng của nó hàng ngon ấy, nhưng mà hàng kém chất lượng đâu, hàng nội địa. Toàn họ về để họ lấy số lượng trước và sau đấy họ làm việc với hãng. Đấy. Form thì cảm giác giống như cái thằng Inco đúng không? Cầm rất là chắc tay, con này cầm rất là chắc tay. Đấy, thì bây giờ sẽ đi test cho anh em con này nhá. Nói chung là tua nó khá là nhanh, cắt thì cầm nó chắc tay. Con này form của nó mình thấy khá là gọn anh em nhé. Hàng nội địa mà giá như này thì là quá ok rồi.